Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp GPT N2. Đầu tiên môn đai số 7, câu 31. Kino tomata hoteru no heya wa room nanyani hirokata. Cái phòng khách sạn mà hôm qua tôi chọn lại. Ấy, đằng trước chúng ta thấy cái từ single room là phòng đơn, đằng sau lại là gì đấy? Rộng đúng không? À, bakarika không những mà còn này, không phải. Nanani toazu, bất kể bất chấp. Thông thường nó là không kể tuổi tác giới tính vân vân, đây không hợp. Nishite wa so với cái việc so với cái việc nó là một cái phòng đơn thì nó lại rộng. Thường là phòng đơn thì chúng ta nghĩ là hẹp đúng không? Nhưng mà đây lại là so với cái đấy nó lại không thể hiện cái tính chất như chúng ta hình dung ra đúng không? Ba đáp án đúng nhá. tố là uh, cứ nhắc đến cái điều đó sai. Đáp án đúng sẽ là samba. Nishite wa. Câu số, số 32. Mise no mae de ở trước cửa hàng này khách hỏi là sumimasen kaiten mada desu ka có nghĩa là xin lỗi cửa hàng mở chưa nhân viên mới nói là gì đó kaiten itashimasu de mo shosho omachi kudasai bởi vì gì đó mở cửa này cho nên là hãy chờ một chút vậy thì ở đây là hãy chờ và đây người ta dùng dạng là v đúng không tức là chưa có mở vậy thì cái nào hợp lý này một imanimo imanimo là sắp đến nơi rồi nhưng mà đằng sau nó phải đi với lại ngữ pháp Sô đề sự không phải mà cự là sắp giống mô sư gự chính xác hồ tôn đồ là hầu như hầu hết itsunomani là không biết từ bao giờ sai đúng không đúng phải là hai sắp mở câu số 33 kitayama ni wa shoshin demo tanoshimeru hiking course ya jokyu Nani nani kosu nado ikutsu ka no tozan Kosuga ga arimasu Ở cái Kitayama ấy Nó có một vài cái chặng uh, leo núi Chẳng hạn như là gì đây Chẳng hạn như là cái uh, chặng uh, gọi là đi bộ này Mà ngay cả những cái người mà uh, vừa mới tập leo núi ấy Cũng có thể uh, làm được Có thể thưởng thức được Có thể uh, tận hưởng được chuyến đi Và có những cái khóa mà Đây là gì đây Đây là những cái người chuyên nghiệp Đấy Vậy thì đi với cái từ gì đây? Hodono khoảng cỡ này, không phải. Mukeno là hướng tới dành cho. các bạn đúng sẽ là hai đúng không? Ngữ pháp muke đằng trước sẽ là từ chỉ người là đối tượng của cái đó. Kirino là chỉ. Dor, dorino là theo đúng như, không phải. Câu số 34. Kino konetsu ga deta de, no de. ni gì đó. Influenza to shindan sareta. Hôm qua ấy, bởi vì tôi bị sốt, tôi đi đến bệnh viện. Đằng sau là tôi được chẩn đoán là bị influenza, bị uh, bị cúm, đúng không? Bai, Ijo, Kotoni và Tokoro. Bai là trường hợp, không phải. Ijo là ta Ijo là gì? Một khi, không phải này. Kotoni cũng không đúng, đúng ở đây phải là Tokoro. Ngữ pháp về ta Tokoro là sau khi làm điều đó thì biết được cái thông tin gì đằng sau sau khi tôi đi đến bệnh viện thì tôi biết được là à, tôi được chẩn đoán là bị cúm đúng không? Câu số 35. Sampo ga daisuki na inu ga kyou wa sampo ni Thừa mất chữ T này. Sampo ni gì đó. Gư ai demo wa rui no ka Cái con chó nhà tôi ấy, bình thường nó rất là thích đi bộ. Hôm nay nó lại làm sao? Đi bộ nhá. Đấy, vậy thì các bạn thấy rõ ràng là đằng trước ấy Là gì? Đằng trước là Thích đi bộ Nhưng có cái trợ từ ga Như vậy đằng sau sẽ phải là không đi Đấy Không biết là nó có gặp cái tình Không biết là nó có gặp vấn đề gì về sức khỏe không Nó có bị ốm hay gì không Có một này Itagara Ikitagaranakata Người ta chia từ gì đấy Ikitai Ikitai là muốn đi dành cho bản thân người nói nhưng mà dành cho người thứ ba ấy phải là Ikita garu và dạng quá khứ sẽ là à, Ikita dạng phủ định và quá khứ sẽ là Ikita garana có nghĩa là không muốn đi đúng không vậy đằng trước là gì nhỉ đằng trước là uh, nó rất là thích đi bộ nhưng mà hôm nay thì phủ định là đúng rồi và dùng cho ngôi thứ ba là con chó là chính xác đúng không đó, số 1 nhá Hôm nay nó không có muốn uh, đi dạo, đi bộ nữa. Số 2 là phải đi này. À xin lỗi không phải phải đi mà là IKANA KREBA YOKATA Có nghĩa là uh, Nếu không đi thì tốt. Sai. Đây là một câu uh, ước ở trong quá khứ nhá Giả định nếu như mình không làm gì đó thì tốt. Nhưng không đúng. Câu 3 là gì đây? ITEHOSHI KREBA kata tehoshi là Mình muốn đối phương làm. Đấy. Không thể là con... Không thể là con chó này sẽ là chủ ngữ và nó muốn ai đó đi được loại. Câu 4 là ikita nakata là gì đấy? Không muốn nhưng mà đây là dùng cho người, dùng cho bản thân người nói chứ không dùng cho ngôi thứ ba, do vậy là bốn cũng loại. Câu số 36. Si cho kisha kai ken de kōsoku kensetsu ni hantai shiteiru shimi mo Thị trưởng, ngài thị trưởng ở trong cái buổi gặp mặt phóng viên ấy đã nói, đã trình bày như sau. Bởi vì không ít người dân đang phản đối cái việc xây dựng, cái việc làm đường cao tốc. Do vậy, với tư cách là một thị trưởng thì tôi gì đó nhá bỏ qua phớt lờ cái điều đó và xây dựng đấy vậy đằng trước rõ ràng các bạn thấy là ngữ pháp là vì thì có nhiều người phản đối đúng không vậy thì phải là không tiến hành đấy vậy thì phải chọn cái nào là không nhá một này ssume ni này soni này là có vẻ không thể đấy sai câu số 2 là ssume temo kamawa này kamawa này chính là masen đấy Uh, hay là y có nghĩa là dù xúc tiến cũng không có vấn đề gì sai nhá phải là không xúc tiến cơ câu số 3 này susume zuniwa irare nai zuniwa nai hay là nai dewa irare nai có nghĩa là bắt buộc phải làm điều đó không phải đúng ở đây phải là bốn susume ruwa ke niwa ikanai không thể xúc tiến không thể tiến hành bởi vì lý do tâm lý đúng không bởi vì uh, người ta phản đối nhiều này tiếp theo câu số 37 bảy スピーチでャンボエや。アア本日は弊社創立50周年記念パーティーにお越しくださりありがとうございます。社長の小林でございます。社を代表して、私から一言ご挨拶、次郎、されます、伺います、申し上げます、は、おっしゃいます。 thì rõ ràng là chúng ta thấy là gì đây Watashi kara là tôi nói đúng không thì phải dùng khiêm nhường ngữ thế không thể dùng là saremas hay là osaimas được chỉ có ukagaimas và mosiagemas thì nói của khiêm nhường ngữ của nó sẽ là mosiagemas đúng không đúng của chúng ta sẽ là ba à, hôm nay ấy rất là cảm ơn các vị đã đến tham dự cái bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập công ty chúng tôi. Tôi là giám đốc Kobayashi. Đại diện cho công ty thì tôi xin được nói ra những một vài lời gọi là mở đầu một vài lời chào mừng quý vị. Câu 38. doko ni demo aru you na mono nano ni ninki kashu ga aishite iru jidō. ichiman ko ureta Cái túi đó ấy, thì là cái thứ mà ở đâu cũng có. Ấy vậy mà ca sĩ nổi tiếng sử dụng này yêu thích sử dụng này nghe nói là đã bán được tận một vạn chiếc. Tô sư cô kê, và tô yu ở đây rõ ràng các bạn thấy là uh, đằng trước là gì đây, ca sĩ uh, nổi tiếng họ sử dụng một cách gọi là họ tin dùng đúng không? đằng sau là bán được như này vậy thì đây là quan hệ nhân quả. vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải loại được những cái như là một, hay là hai, hay là ba bởi vì là không có cái từ nào diễn tả quan hệ nhân quả đúng không? cô tô lưng lửng như này này Đà kê cũng vậy cô Tố cũng vậy đúng đây phải là 4. đấy vì có từ d chợ từ d đây nó mang nghĩa là nhờ cái việc bằng cái việc bởi cái việc à, chỉ với cái việc nhá nó vốn là một cái túi mà à, rất là phổ biến ở đâu cũng thấy thế nhưng chỉ với cái việc này bằng chỉ cái việc chỉ với cái việc là ca sĩ nổi tiếng nói là họ đang à, tin tưởng và sử dụng thì nó bán được những một vạn chiếc đấy, sức mạnh của người nổi tiếng đấy. Câu 39. Hotel no front kakari to hataraki gì đó Cái lúc mà tôi mới bắt đầu làm ở cái bộ phận là tiếp tân ở khách sạn ấy thì tôi đã thường được Senpai uh, chú ý nhắc nhở tôi là cho dù có bận như thế nào đi chăng nữa thì với khách nhá cái gương mặt mệt mỏi này à thì cũng gì đây cố gắng không cho khách thấy những gương mặt mệt mỏi đúng không vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải loại số 2 là mía này hay là số 4 mía này cho khách nhìn thấy đúng nhở thì phải là dùng động từ mi xe chứ không phải là mi rự mi là chúng ta nhìn thấy Đấy, trong khi đây là ok cự sa và đây là trợ từ ô này tha động từ này không thể dùng hai với bốn vậy thì còn một với ba vậy thì cố gắng thì phải làm ấy phải là ba đúng không mi se ni chứ không phải là ta mê ni nhá thực ra nó là mi se ni si nhưng mà người ta bỏ cái si đi thì để như thế này cũng được câu số 40 mươi ha ha mẹ nói này Takashi, mày Canada as gì đó uh, tay mẹ nói là Takashi trước khi ngủ ấy thì nhất định là con là phải điền cái gì đấy này chuẩn bị cho ngày mai bởi vì ấy, buổi sáng nếu như mà chuẩn bị một cách vội vàng thì nhất định là chắc chắn là sẽ bị quên đồ đấy Vậy thì ở đây các bạn thấy có cái từ Canada đúng không nhất định vậy đằng sau nó sẽ là một biểu hiện diễn tả cái việc mà cần phải làm đúng không nhỉ? Chúng ta xem nhá. Số 1 này, CT arundayo. Te aru là diễn tả trạng thái do vậy không thể đi với trợ từ loại này và cũng không phải diễn tả cái quan hệ, không phải diễn tả cái ý là yêu cầu làm gì. Số 2, sai okinasai. Okina okinasai nó chính là à hãy làm trước cái điều gì đó đúng không? Dạng nasai là một dạng mang tính chất mạnh lệnh thường dùng khi mà uh, thầy thầy trò um, giáo viên nói với học trò hoặc là mẹ nói với con bố nói với con đấy đây là đáp án chính xác đúng là đáp án số 2 nhá con hãy làm điều đó số 3 loại bởi vì là lại là ta rự này ta rự là dạng trạng thái thì không thể dùng trợ từ ô được còn 4 ct tả ở đây là dạng quá khứ thì không dùng được tiếp theo câu số 41 cứ vào công ty x thì các nhân viên mới luyện tập đối ứng điện thoại luyện tập trả lời điện thoại 2 tuần đây các nhân viên này sẽ là những các nhân viên bị bắt làm điều đó đúng không vậy thì phải chọn cái gì là bị bắt chúng ta thấy câu một này sa se dự số là nghe nói là bị bắt có vẻ hợp lý rồi đấy. Sase sase tsumori da là dạng sai khiến là bắt ai đó làm gì, dự định bắt sai nhé. Các nhân viên này không thể dự định bắt người khác được. Loại. Số 3 là sase rare tamama giữ nguyên trạng thái ở đây sai, không phải. Sase te iru tokoro da là đang bắt tiếp diễn sai. Đúng ở đây phải là mấy? Phải là một. Nghe nói là các nhân viên này bị bắt mà hoặc là được được cho làm cái việc đó đúng không? bị bắt thì nghe nó hơi gọi là áp đặt quá, không không được hay lắm. Tiếp theo câu số 42. Đoạn hội thoại của ba người này, Tanaka, Yamashita và Ishika, Ishikawa. Ishikawa no no wa jikai no benkyō no cái chủ đề của buổi học nhóm lần tới ấy, thì mình chọn cái gì đây các bạn? Bạn này nói là watashi wa shōhisha shinri ni ga tớ thì có cái hứng thú tới cái tâm lý của người tiêu dùng. Bạn này nói là Soremo so desu ga Watashi wa anken hô no bunseki houhou bunseki Cái đó thì uh, cũng có vẻ thú vị đấy. Thế nhưng mà tớ ấy, cái phương pháp phân tích uh, khảo sát nhá. Vậy thì bạn ấy sẽ dùng cái gì? Một này, age yo sự suru số ka? Là gì đây? số ka là liệu rằng đúng không? Liệu rằng có định Chắc chắn là sai rồi Tớ liệu rằng có định uh, uh, Đưa ra đúng không nhỉ Đấy sai Câu 2 Trở nên là sai đúng không Không có nhiều ni na tự nhé Trở nên diễn tả sự thay đổi về thói quen hoặc khả năng Câu 3 này Tori no daro Tớ nghĩ là có lẽ tớ muốn Không phải Nếu như bỏ Nodaro đi thì đúng toriage tai to omoimasu. Tớ muốn đưa ra cái điều đó thì được, chấp nhận được, nhưng mà đã là gì nhỉ? Đã là muốn là muốn rồi chứ không có là tớ nghĩ là có lẽ muốn nhá. Đấy, cách này không nói. Số 4 là toriagetemi te wa ka to omoimasu. À vậy thì tớ nghĩ là mình thử uh, đưa cái vấn đề này ra xem thế nào, tớ nghĩ là như thế. Cách nói rất là mềm mỏng đúng không? Te wa ka nó gần giống tà đô cả nó diễn tả cái đề xuất đề án một cách nhẹ nhàng. Số 3 là dùng thể tai nó cũng hơi mang tính chất cá nhân đấy. Nó vậy hợp lý nhất sẽ là 4 nhé. Tiếp theo là bài uh, dấu sao. Câu 43. Ờ uh, dona sports demo hibi no ga ziron okonau to jikan o kakete mo nakana ka này một daga nay no wa Jo tatsu ni machigata hoho de Nào chúng ta cùng xem nhá Cho dù là môn thể thao nào cũng vậy Thì luyện tập mỗi ngày Đấy Nếu tiến hành Này Okona tức là nếu tiến hành à, Dù có mất thời gian cũng không tiến bộ Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ Thấy này nếu tiến hành bằng cái cách thức sai đúng không Như vậy chúng ta sẽ xếp được Số 4 Ở cuối cùng đi với lại Okona tiến hành bằng cái phương thức gì đấy ở đây là machigata hô oh, hô oh. đây tiếp theo uh, các bạn thấy có số một là mochiron là đương nhiên vậy thì sẽ phải là noa mochiron hoặc là noa mochiron vậy thì ở đây chắc chắn là chúng ta phải có là hai sẽ gì đây nhỉ hai sẽ đứng trước một như vậy là các bạn sẽ xếp được hai là kkc này noa và một là mochiron daga đấy chúng ta xếp được như thế này rồi vậy thì vấn đề ở đây ấy là chúng ta sẽ xếp là hai một ba bốn hay là ba hai một bốn đúng không thì uh, cái từ jotatsu là giỏi này đấy một cách gọi là để tiến bộ ấy nó sẽ là một từ chỉ mục đích vậy thì kakase đây là gì đây nhỉ không thể thiếu để trở nên giỏi hơn Vậy thì 3 sẽ phải đứng trước, như vậy thứ tự đúng của chúng ta sẽ phải là 3 đứng trước 2 và 1. Số 3. Jōtatsu ni. Đấy. Các bạn khoanh được đáp án đúng là đáp án số 1. Ờ xin lỗi, vị trí dấu sao là ở số 2 chứ đúng không? Vậy thì phải là hai Câu này có nghĩa là gì đây Trong bất kỳ một cái môn thể thao nào cũng vậy Cái việc luyện tập mỗi ngày ấy Là không thể thiếu Để trở nên giỏi hơn Đây là điều đương nhiên Thế nhưng nếu mà tiến hành bằng cái phương pháp sai lầm ấy Thì dù có dành nhiều thời gian cũng không tiến bộ được Câu số 44 wa Kashiu no Akagawa Keno fan kanojo no gì Shiritai to à, Chị của tôi ấy Là một fan rất là cuồng nhiệt rất là lớn Của cái ca sĩ này Chị tôi nói rằng muốn biết Kanojo no koto demo donani Thứ nhất các bạn thấy có từ Muốn biết đúng không Đấy. Muốn biết vậy thì phải là muốn biết gì nó phải sẽ phải đi đằng trước đi đằng trước cái từ cd tay phải là trợ từ ố đúng không nhỉ nhưng đây không có trợ từ ố nào cả vậy thì chắc chắn là có một cái từ có một cái khác nó thay cho cái trợ từ được, từ ố đấy rồi đấy, vậy thì có thể là uh, nara nếu là cái việc đó thì muốn biết hoặc là à cô tổ mộ cũng được vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem tiếp này các bạn thấy có donani số 4 là donani thì chắc chắn đằng sau phải là mấy số 2 đúng không? Chisana. Cho dù là cái sự việc nhỏ, đúng nhỉ? Vậy thì đằng sau nó phải là mấy? Phải là à ở đây chúng ta đã cố định được 42 nhá. Còn một với lại ba này, thì bây giờ các bạn sẽ thử ví dụ các bạn sẽ xếp một Cotonara ở trước, vậy thì đằng sau đằng sau sẽ phải là 4,2 và tiếp theo là ba ở đây, đúng không? Cái cách thứ hai là cho cô tố đế mộ ở đây và cô tô nara ở đằng sau này. Thì cách xếp đúng của chúng ta sau khi thử như vậy phải cho cái gì lên đầu? Phải là số 1. Kotonara và số 3 đứng cuối Câu này có nghĩa là ấy, uh, chị tôi là một fan uh, hâm mộ lớn của ca sĩ này. Chị tôi nói là, chị tôi lúc, lúc nào cũng nói là nếu là những cái điều liên quan đến cô ấy ấy thì dù là cái việc uh, nhỏ như thế nào đi chăng nữa thì chị tôi cũng muốn biết. Đấy, 1423 nhé, đáp án của chúng ta sẽ là vị trí sao số 2. Tiếp theo câu số 45. 明日の夕方がシメキリのレポートがまだ終わっていない。cái uh báo cáo mà có cái hạn chót là buổi chiều tối ngày mai ấy, thì vẫn chưa xong.明日は一日中,授業があって時間がとれないので。ngày mai tôi có giờ học cả ngày cho nên tôi không có thời gian vì vậy. tối nay ikenai. Owarasete, tetsuyashite, shimawanai to, demo. Thì ở đây chúng ta thấy có là gì đây nhỉ? Dựa theo cái văn cảnh của câu, chúng ta hiểu rằng là à tối nay dù có phải thức đêm cũng phải cố để làm xong. Như vậy chúng ta sẽ phải có cái biện pháp thức đêm là gì đấy? Số 2 là Tetsuya Đằng sau nó phải là mấy? Thế là 4, đúng nhỉ? demo Đấy. chúng ta thấy gọi là ikenai vậy thì phải là nai to ikenai như vậy là chúng ta sẽ xếp được số 2 ở đầu tiên này tiếp theo là số 4 này xong đến số mấy số 1 owara ct và cuối cùng là 3 shimawanai to nhá có nghĩa là ấy, cho tối nay cho dù có phải thức đêm cũng phải uh, hoàn thành nó ở đây là dạng sai khiến. Để biến cái động từ oa rự thành dạng giống như là tha động từ. Vị trí dấu sao ở 1. Câu số 46. Tanaka Sawa. wa itsumo mikao Tai Ryoni ni Bạn Tanaka. Nghe nói là bạn ấy, mùa đông bạn ấy mua, luôn luôn mua rất là nhiều quýt. Tabe da suto ichido mikanga. À, bắt đầu ăn này Y chỉ độ là một khi, một lần Có vẻ thích quýt Đến mức không dừng được Câu này có thể đoán được nghĩa, đúng không nhỉ Đoán nghĩa nó sẽ nhanh hơn là ngồi phân tích nhá Ngồi phân tích sẽ rất là khó đấy à, Tức là sao Có vẻ bạn ấy thích quýt Đến mức một khi mà đã ăn ấy, Thì sẽ không thể dừng lại được Như vậy chúng ta sẽ xếp được thứ tự đúng là gì À, số 2 là ichi đồ sẽ đi với gì nhỉ? Đằng trước là 1. Đằng sau là 1 này, ta beda sừ tô. Một khi mà bắt đầu ăn thì kết quả đằng sau là gì đấy? 4 Tomaranai hodo và cuối cùng là 3 Mikanga suki dashi ku Đấy. Bạn Tanaka có vẻ như bạn ấy thích quýt đến mức mà một khi mà bắt đầu ăn thì không thể nào mà cưỡng lại được, không thể nào mà dừng lại được. Và nghe nói là bạn ấy mua rất là nhiều cái uh, mùa đông bạn ấy mua rất là nhiều quýt nhá. Vị trí dấu sao ở số 4, các bạn sẽ khoanh đáp án số 4. Tomaranai Hodo. Tiếp theo câu số 47, câu cuối cùng của phần dấu sao. Watashi wa kuse ni natta koro kara Ichani naro to kimete ita. Shorai, a uh, iga kuni kyomio mochi hajime, Koko ni hai ta toki ni wa shidai ni. Câu này là gì nhỉ? À, tôi ấy, thì từ khi mà tôi học um, cấp 2 này, tôi quyết định là sẽ trở thành bác sĩ, đúng không? Tương lai, bắt đầu có cái hứng thú với y học. Khi mà vào cấp 3, dần dần nào thứ nhất này chúng ta thấy có là trở thành gì đây nhỉ trở thành bác sĩ vậy thì chắc chắn là đằng trước nó phải là gì đằng trước nó phải là số 1 là show đây đó là tương lai tôi sẽ trở thành bác sĩ đấy tiếp theo nha các bạn thấy có Sidai nhị là dần dần đúng nhỉ nó sẽ đi với những cái động từ diễn tả sự biến đổi vậy thì ở đây sẽ phải là đi với hai vậy thì 4 sẽ trước hai đúng không chúng ta sẽ xếp được 4 là Sidai nhị 2 là I-GA-KU NI KYO-MI-YO Và cuối cùng là 3 KO-KO-NI ta to ni wa Thứ tự đúng là như thế này các bạn nhé 4231 Các bạn sẽ khoanh đáp ảnh số 3 Câu này có nghĩa là ấy, tôi ấy uh, từ cái lúc mà trở thành học sinh cấp 2 thì tôi đã dần dần bắt đầu có cái uh, hứng thú với 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 y học rồi và khi mà tôi vào cấp 3 thì tôi lúc này tôi quyết định là tương lai tôi sẽ trở thành bác sĩ tôi muốn trở thành bác sĩ như vậy Đúng sẽ là số 3 tiếp theo chúng ta sang bài ngữ pháp trong đoạn văn đây là một cái bài viết được đăng trên tạp chí tên bài đấy là Đô no himitsu Cái từ himitsu ở đây Nó chính là cái chữ bí mật đấy Bí mật của những, của những con đường Của các con đường Đầu tiên câu 48 này Các bạn sẽ xem qua cái nội dung trước sau của nó nhá Shigoto Kaimono asobi ni iku toki Dare demo aru những khi mà chúng ta đi làm, chúng ta đi mua sắm hay chúng ta đi chơi ấy, thì có một thứ, ấy, có một thứ nó nó mà ai nó cũng sẽ giúp chúng ta. Có một thứ mà nó luôn luôn giúp đỡ bất kỳ ai trong chúng ta. 48 đà. Đấy, xem nhá. Doro aru doro, sono đô độ Lần đầu tiên nhắc đến thì không thể nào là một con đường nào đó, con đường đó hay là gì nhỉ? Hay là con đường như thế này, đúng phải là một. Khi lần đầu tiên nhắc đến đối tượng thì không cho cái gì đằng trước, không cho cái chỉ thị từ đằng trước nó như vậy 48 phải điền là đô lộ đó là con đường là các những con đường tiếp theo này câu 49 ta tôi bà cô số cự đô rồi ya đô ro no kude dư Amamizu đô lộ ơi ni tamari ni kui sekke ni natte iru koto wa đây. Cái 49 là chúng ta phải điền nhé. Chúng ta xem qua một chút. À, ví dụ này. Ở phần nhiều những con đường uh, cao tốc. Hoặc là những con đường lớn ấy. Thì nó được. Cái việc nó được thiết kế. Uh, để gì đây. Để nước mưa khó tích tụ ở trên mặt đường ấy. Thì điều đấy 49 này. À. 49 các bạn thấy có cái. Nó dùng là. Gojonji no yo ta. Gojonji da ro ka. Và Gojonji nano no da ro. Là biết. Vậy thì các bạn sẽ xem qua một chút à, ở trên đúng không nhỉ? Ở câu trên nhé, nó đang nói là Amari Shirarete này, những cái điều gì đó không được biết mấy, xong nó nêu ví dụ. Vậy thì chắc chắn điều này là một câu người ta hỏi, vậy thì cái việc này ấy, ở trên nói là những cái điều này ít người biết. Này, Samazamana kufu a sarete cô koto a amari shirarete inai. Đấy, vậy thì về sau là ví dụ cái điều này bạn có biết không? Vậy là phải là một câu hỏi. Một là đã biết rồi là sai này. Như đã biết cũng sai. Gozonji nanodaro có lẽ biết là sai nhá. Phải là ba. Gozonji daroka là liệu bạn có biết không? Đấy. Câu hỏi có nghĩa là hỏi đối phương hỏi người nghe xem có biết cái điều đấy không. Tiếp theo câu số 50. Câu 50 là chúng ta thấy là gì đấy? Câu đứng đầu một từ đúng nhỉ? Mà đằng sau dấu phẩy thì gần như đây sẽ là câu liên từ, câu từ nối nhá. Bây giờ các bạn sẽ xem này để làm tốt câu từ nối ấy thì chúng ta sẽ cần phải xem mối quan hệ giữa vế trước và vế sau. Bây giờ vế trước như sau. Cô số đô đô đệ ame no hi <laughs> ni jiko ga chi ten mo kono hoso ni shita ato ame no hi no jiko ga yaku 80% gen gen sho shita to yu ngay cả những cái địa điểm ở trên đường cao tốc này ngay cả những cái địa điểm mà có rất là nhiều tai nạn xảy ra trong ngày mưa ấy thì sau khi mà người ta làm cái lớp hô sô chữ phố và chữ trang này có nghĩa là cái lớp 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 áo lớp trải lớp trải trên mặt đường ấy lớp trải này thì nghe nói là những cái ngày mưa những cái tai à, vào những cái tai nạn trong ngày mưa thì giảm khoảng 80% phần trăm một thông tin đang được đưa ra này tiếp theo nhá sa mui kỳ đều ạ yuki kori ga là gì đấy là ở những cái vùng lạnh đấy thì xảy ra phát sinh rất là nhiều cái tai nạn trơn trượt đúng nhỉ với nguyên nhân là do tuyết và do băng vậy thì ở đằng trước là đang mưa đúng không đang nói về mưa này tai nạn do mưa và đằng sau đang nói về tai nạn do băng tuyết vậy thì chắc chắn đây là sẽ là một cái thông tin bổ sung thì phải dùng cái ngữ pháp, phải dùng cái từ nối nào mà tờ thêm nữa đúng rồi thông tin bổ sung này sư tố sau đó diễn tả quan hệ về mặt uh, thời gian nhé nhân quả nhé kéo theo cô là gì đấy làm như vậy thì shitagate là theo đó nói chung là sư tố và shitagate nó thường là mang tính chất uh, nối cái sự việc Citagate uh, là quan hệ nguyên nhân kết quả vì vậy do đó theo hướng kết luận sư tố và cô được dùng để diễn tả cái việc để nối cái sự tiếp diễn về mặt hành động Sai Ở đây phải là một mata Thêm nữa thêm vào đó Tiếp theo Câu năm mươi đô rô hi mê ôn Làm giảm cái nhiệt độ Của mặt đường Năm một phải điền cái gì đây Cư-phư-đa-tô-yê-rư mô căng tô Và cư phư mô mi người ta lại liệt kê, liệt kê thêm một cái nữa đúng không thì phải dùng là 4 cũng nhìn thấy được một những cái những cái sự kỳ công những cái công phu để làm được điều đó không thể là có thể nói rằng này đấy bởi vì đây là lần đầu tiên người ta đưa ra cái 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 thông tin này do vậy là chúng ta sẽ không dùng là cái có thể nói rằng này đấy, có thể nghĩ rằng hai hay là ba thì giống nhau nhá đấy đúng phải là 4 có thể nhìn thấy cái điều đó Tiếp theo câu số 52. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp. Doro no chigai wa mitame ni wa yoku wakaranai ka Cái sự khác nhau của các con đường ấy, nếu mà nhìn bằng mắt thường thì sẽ có lẽ là sẽ sẽ không thể biết được. Shikashi hitobito ga yori anzen de kai ni kuraseru ashimoto de. Nào, câu này là gì nhỉ? À, thế nhưng mà Đấy ấy, Để con người có thể sống Một cách an toàn Và thoải mái hơn Thì bước chân Ashimoto de là gì đây Ở cái bước chân của chúng ta Mỗi bước chân của chúng ta Ở đây là người ta dùng động từ là Sasai rự Có nghĩa là nó nâng đỡ Thì các bạn thấy là gần như là Đều là Sasai te kure rự nó chỉ khác nhau mỗi cái đuôi thôi. Đây, các bạn để ý đuôi nhá. Đây là Hazudata, Wakeda, Karadata và okage Okageda, đúng không? Thì thứ nhất chúng ta thấy là đáp án số 1, Hazudata là diễn tả cái sự phán đoán loại. Ở đây không phải phán đoán mà lại dùng trong quá khứ nữa. Tương tự số 3 cũng dùng trong quá khứ là sai. Ở trong bài người ta đang nói là ở hiện tại đúng không? Cũng không hề không phải quan hệ nhân quả. Đấy, không dùng kara, okage là nhờ không đúng này, đúng ở đây phải là số 2. À cái sự tồn tại của những con đường ấy nó đang là gì đây? Nó đang là một cái thứ mà uh, nâng đỡ bước chân của chúng ta. Như vậy đúng ở đây phải là số 2 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu à chúng ta sẽ dịch qua cái bài này một chút để cho các bạn uh, Uh, hiểu hơn xem nó nói gì tất nhiên là cái việc này thì đi thi thì chúng ta sẽ không cần phải làm chỉ cần chọn nhanh đáp án thôi hồ daroka di đà rô cờ này Số 51, 51 là gì đấy nhỉ? 51 là Kufu mirareru. Rồi hãy nhớ cái câu này. À, tiếp theo chúng ta có cái số 52 là sasaete kurete Lưu cái này lại này. Giá vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại bài này nhé. Ờ uh, khi mà chúng ta đi làm, đi mua sắm cũng như là đi chơi ấy thì có một thứ nó sẽ chắc chắn là nó sẽ giúp đỡ cho cho chúng ta, nó sẽ nâng đỡ, nó sẽ ờ uh, giúp đỡ cho tất cả mọi người chúng ta, đó là những con đường. Atari mai no yo ni sonzai shi oku no hito ni riyo sarete iru ga samazama na ga sarete iru koto wa amari shirarete inai nó tồn tại như là một lẽ đương nhiên và được rất là nhiều người sử dụng thế nhưng mà cái việc gì đây nhỉ cái việc nó đang có những cái cư hư nó đang có nó đang được thực hiện với rất nhiều cái công phu rất nhiều cái biện pháp thì lại không được biết đến nhiều không được biết đến mấy ta tôi bà ví dụ ví dụ này ở nhiều những con đường uh, cao tốc hoặc là những con đường lớn ấy thì nó đang được thiết kế để cái nước mưa nó không tích tụ ở trên lớp mặt đường thì điều này các bạn có biết không? Doro hiomeni chisana musu no anagari Mizugahoso no shita ni nukeruto nukeruto yu shikumida ở trên lớp mà nó có một cái cơ cơ chế như này đấy là ở trên cái bề mặt của doro doro hiomen là trên bề mặt của mặt đường ấy thì có vô số những cái lỗ nhỏ Đấy và nó làm sao đây nhỉ? nước mưa ấy nó sẽ làm sao đây nó sẽ à, chảy xuống phía dưới cái lớp mặt đường. Đô rô Cô số cử đô rô đê Ame no hi ni jì cô gà Ô ta chi tên mô Cô nô hô sô ni shita a no no Yaku 80% gen sô shita tô yu ngay cả những cái địa điểm mà hay xảy ra tai nạn ở trong những ngày mưa trên đường cao tốc ấy thì sau khi mà người ta làm cái lớp mà áo này cái lớp trắng cái lớp trải này thì uh, những cái vụ tai nạn xảy ra trong ngày mưa nghe nói cũng giảm khoảng 80%. Thêm nữa, ở những cái vùng có khí hậu lạnh thì cũng xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn trơn trượt với nguyên nhân là tuyết là băng tuyết này. Sonotame yuki ya kori o kudaku kino motta doro ga kaihatsu sarete iru. Vì vậy mà những cái con đường có cái chức năng là đập vỡ, làm vỡ tuyết và băng đó ấy, cũng được phát triển. Tsubujo no gomu nado 柔軟性のある小さな素材を道路に収、um, め込み車の重みで道路をわずかに変形させて雪や氷を砕く。大事なのは大事なのは大事は大事なのは大事なはのでははの có cái dạng có cái tính đàn hồi ở ở mặt đường này, ở đường này. Và chẳng hạn như là những cái hạt cao su, những cái cao su có cái dạng dạng hạt đấy, dồ là dạng hạt. Thì dưới cái sức nặng của xe ấy thì nó sẽ làm cho con đường này nó biến biến dạng một chút. Và khi đấy nó sẽ đập vỡ, nó sẽ làm vỡ cái tuyết với lại cái băng đi những cái này thực ra nó mang tính chất hơi khoa học một chút cho nên các bạn sẽ hơi khó hình dung nếu như không có kiến thức về vật lý sakamichi à, nếu như mà gì nhỉ nếu như mà làm cái lớp mà lớp mặt đường như thế này ở những cái con dốc hoặc là khúc ở những cái khúc cua ấy thì có thể ngăn chặn được cái việc mà băng vệ tuyết nó chắc nó bám dính vào những con đường và có làm giảm cái nguy cơ bị trơn trượt và chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái công phu những cái sự kỳ công để làm giảm nhiệt độ mặt đường nữa đó là mặt đường ấy nó sẽ bị làm nóng bởi mặt trời vào trong mùa hè thì nó rất là trở rất là dễ dàng trở nên nóng này. Sokode Taiyo kose no Kyushu o bushitsu o hiyome ni nureru koto de Ondo o Vì vậy, bằng cái việc người ta Người ta sơn, người ta phết một cái vật chất Mà phòng ngừa được cái khả năng hấp thu ánh sáng mặt trời Lên bề mặt đường ấy thì nó có thể ức chế được cái sự tăng nhiệt độ này. Kono hoso ni yori doro no ondo wa sai dai do ijo mo sagaru nhờ cái lớp mà trải này ấy mà nhiệt độ của con đường có thể giảm tối đa là xuống những 10 độ. hitoya ya peto ga aruku koen ya hodo ni pitari có nghĩa là nó rất là thích hợp với những cái con đường đi bộ ở trong công viên cho người và pết đi dạo. igai ni mo hibi kaihatsu sare sarete Ngoài những cái này ra ấy thì còn rất là nhiều con đường với những cái chức năng khác được phát triển được sử dụng mỗi ngày. Cái sự khác nhau của những con đường ấy thì nếu bằng mắt thường chúng ta sẽ không thể nào mà có lẽ là chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta biết được. Thế nhưng mà ấy, à, chúng đều làm sao đấy, chúng đều đang nâng đỡ bước chân chúng ta mỗi ngày để cho con người của chúng ta có được cái cuộc sống an toàn và thoải mái hơn. thì đấy là nội dung của cái bài này nhé. coi như là một bài đọc hiểu để tìm hiểu thêm về kiến thức. thì và phần chữa bài của chúng ta đến đây kết thúc. hẹn gặp lại các bạn trong những phần chữa bài tiếp theo.